một quyết tâm và một tinh thần thi đấu hết sức là thoải mái. Tuy nhiên chúng ta phải tránh những sai lầm như chúng ta vừa thấy. Pha xử lý của Văn Toản giúp cho Supachai mở tỷ số cho U22 Thái Lan. Một tình huống mà Văn Toản hoàn toàn có thể truyền cho Thành Trung sau đường truyền về của Văn Hậu. Thực sự không muốn nhắc tới nhưng chúng ta vẫn chưa quên những... Thành Trung đang có một kỳ SEA Games rất hay. Và can thiệp của Thành Trung. Và sau đó là... Phút thứ 11 và Thái Lan đã có được 2 bàn thắng. For Thailand, by player number 17, Supanat Wanta. Văn Toản đã kịp thời băng ra, nhưng bóng vẫn trở lại với tầm kiểm soát của Supanat. Người đã có bàn thắng. Trương Việt Hưng. Đường truyền của Thanh Thích. Đánh gol! 1-0 là những gì mà chúng ta... Đó là tiến lên. Và tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-2. Bàn thắng đến rất đúng thời điểm anh Cương ạ. Vô cùng quan trọng. Một bàn thắng không chỉ mang đến một tỷ số để chúng ta đi tiếp, nhưng quan trọng hơn rất nhiều là sốc lại tinh thần cho các cầu thủ của U22 Việt Nam. Bóng chuyền lại trở lại với đúng toàn tính của cầu thủ U22 Việt Nam. Đường chuyền tuyệt vời của Thanh Thịnh, pha di chuyển và đánh đầu mang đúng bản năng của một sát thủ được Tiến Linh thực hiện. Tiến Linh lẻn vào giữa vòng vây của ba hậu vệ bên phía U22 Thái Lan và nhẹ nhàng đánh đầu tung lưới thủ thành Mua Gặm. Xử lý rất hay. Tình huống xử lý bóng rất mềm mại của Nguyễn Hoàng Đức. Tiến Linh. Tiền đạo của chúng ta đang ngập penalty. Rõ ràng là một tình huống ngăn cản trái phép Tiến Linh trong vòng cấm. Penalty rồi. Rất đáng khen cho những pha xử lý trước đó của Hoàng Đức. Mềm mại, uyển chuyển và chính xác. Mềm mại để vượt qua đối phương, uyển chuyển để khiến đối phương nao núng và chính xác với đường truyền vào trong cho Tiến Linh. Nếu không có cú cản vừa rồi của Chạp Trai thì Tiến Linh vẫn có thể giữ người và thực hiện cú ra chân. Trọng tài người Bahrain ông Ismail đứng rất gần và ngay lập tức thổi phạt Chạp Trai. Đó là một tình huống phạm lỗi rõ ràng. Một pha bóng tiểu xảo ngáng chân Tiến Linh của Chạp Trai và cơ hội được trao cho chúng ta. Cơ hội để Huỳnh Tấn Sinh gỡ hòa 2-2 cho đội tuyển U22 Việt Nam. Huỳnh Tấn Sinh đối đầu với thủ thành Muông Gam. Huỳnh Tấn Sinh vẫn còn. Chúng ta cùng chờ quyết định của trọng tài. Có vẻ như là thủ môn Muông Gam đã di chuyển trước khi Tấn Sinh thực hiện cú đá. Chúng ta nhận thấy điều đó ở phản ứng của các cầu thủ Thái Lan. Muông Gam đúng là đã di chuyển sớm một chút. Rất hồi hộp và sẽ có sự tham khảo giữa trọng tài chính ông Ismail và trợ lý của mình. Tôi thấy trọng tài biên đứng ở dưới cầu môn lúc đó đã phất cờ báo hiệu như vậy. Đúng là như vậy, đã có động tác phất cờ và vị trí quan sát cũng rất thuận lợi, đúng không anh Tiến Dũng? Ở
ông Ismael đang cần một lời khẳng định từ phía trợ lý của mình. Ông Alawi cũng là người Bahrain. Và những phản ứng này thì có thể thấy là có vẻ như chúng ta sẽ được hưởng thực hiện lại quả phạt đền. Đây là một gương mặt rất quen thuộc với những va chạm cùng huấn luyện viên Park Hang-seo, trợ lý Sadik, người Serbi. Tiến Linh sẽ là người thực hiện quả đá penalty khi chúng ta được đá lại. Thực ra thì quả đá trước đó không thành công của Tấn Sinh cũng sẽ trao đến cho Tiến Linh những sự căng thẳng nhất định. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2019 này thì các trọng tài theo luật mới của FIFA rất quyết liệt với những tình huống di chuyển trước của các thủ môn. Và thậm chí các trọng tài bao giờ cũng nhắc thủ môn về những gì họ phải làm khi đối phương được hưởng quả penalty. Vừa rồi thì ông Ismail đã một lần nữa nhắc thủ môn của Thái Lan. Tiến Linh rất hồi hộp đối với chúng ta, những cổ động viên bóng đá Việt Nam. Và chúng ta cùng chờ đợi cú đá của Tiến Linh. Tiến Linh rất bình tĩnh. Tiến Linh! Tiến Linh! Số là 2 đều. 2 đều cho U2 Việt Nam. Tiến Linh đã giải tỏa tất cả những áp lực mà quá khứ trong cuộc đối đầu với chính Thái Lan ở vòng bảng SEA Games ùa về mà Tấn Sinh tạo ra để thực hiện một cú đá chính xác. Chưa bao giờ đứng trước một cơ hội gần bàn thắng đến thế mà chúng ta lại cảm thấy nó vẫn xa xa. Nhưng rồi thì bằng bản lĩnh của mình, Tiến Linh đã đánh bại hoàn toàn thủ môn đối phương. Sút hoàn hảo của Nguyễn Tiến Linh. Rất có thể cú đá này sẽ là một bước ngoặt rất lớn trong hành trình SEA Games của U22 Việt Nam. Cú đúp của Tiến Linh trong trận đấu ngày hôm nay, và đây cũng là pha lập công thứ 5 của Tiến Linh ở SEA Games 30. Giờ thì để lật ngược tình thế, U22 Thái Lan cần phải ghi 2 bàn thắng nữa. Và trận đấu còn khoảng 20 phút. Nhiệm vụ lúc này với đối thủ không hề